I'm loving your eyes, swimming in your sky. I've never been this high or this high. You feel like good tonight. Sparks fly like dynamite, reflecting in your light, beaming bright. You know I'm so much stronger when you're touching me. I've got what I can handle, but I know I need one look and I surrender. Go while my heart beats. From day one to forever, you'll be saving me. You'll be. Why, baby? 뭐가 문제야, baby? Hi. Hi. Hello. Đấy mọi người mới mua được King Roti. Sài Gòn thì là Papa Roti, ở đây là King Roti. Và tụi mình đang ở Hàm Cá Mập. Yeah. Ông quảng trường Đông Kinh. Đấy, Đông Kinh thôi hả? Ôi, đừng đi bộ nha mọi người ơi, chặn đường rồi mắt. Đúng rồi. Tôi phát hiện một điều là áo len đó, áo mặc một chỗ căng ngực. Đấy, và với không khí ấm mát mẻ ở Hà Nội như này, với anh cái gì? Và đây sẽ là video những món phải ăn khi tới Hà Nội. Tại vì mệt nữa. Xong cái hôm nay là đi ăn, quyết định đi ăn là 10 giờ đang đói xuống đấy. Đồ này ngon. Ngon này là ngon luôn. Thực ra đối với mình thì cái này nó không phải quá đặc biệt. Không phải là vị quá ngon, quá xuất sắc đâu. Nhưng mà được cái là tại vì mình thích ngang cho nên mình thích ăn cái này. Mà không kiểu tới xong mình suy nghĩ là phải có chị này là chị nhàn không? Có chị này là chị nhàn không? Có chị hay chửi không? Tại vì giờ không có chửi luôn, chị cười á mọi người. Mình chửi vui chứ. Chắc là không may. Không may, người này cũng hay đúng không? Nhưng mà chắc là đúng rồi. À, ở đây á, mình dạy mọi người tới đó, để mọi người cầm mì, mọi người kêu nước này nhập, nước nhàn, nước gì? Sen vải, sen nhãn. Sen nhãn. Ôi, ngon cực, ngon lắm, nhìn như chè. Ôi, nước sen vải, sen nhãn như anh Hà uống được như chè. Chắc không. Thật, nên là mọi người tới thì cứ xếp hàng, xong rồi bình tĩnh thôi. Mình thấy cũng chẳng có gì để chửi luôn ấy. Người ta cũng kiểu, người khách tới thì cũng biết ý, xong rồi im lặng, mua thôi. Cái nước chấm này tính ra cũng không phải là đặc biệt quá. Cái này á mà kiểu thêm cái tắc như kiểu miền Nam á, bá cháy luôn. Một trong những quán mà mình đã quyết định là mình phải ăn khi mà ra Hà Nội, Hạnh ngang vé. Bây giờ thì đi nhá. Ủa nhưng mà có chắc không, đúng không? Đây, Hạnh ngang vé, đây là menu. Ở đây có đúng một cái quán này thôi cho nên là cũng không biết là đúng hay sai. Chắc là đúng rồi đấy. Tại vì mọi người nói đông lắm, ở đây đông lắm, lúc nào cũng đông. Mà tới đây thì cũng không đông lắm. Trời ơi, thiên đường cho những người nào mà thích ăn ngan, ăn vịt. Số 72 cửa Bắc Ba Đình nha mọi người. Có niêm yết giá luôn cho nên là cũng không sợ bị chém cho lắm. Bây giờ sẽ chờ đồ ăn ra. Món ra đầu tiên canh măng tiết, trời ơi nhìn hấp dẫn quá. Nó không chỉ là có măng, măng khô, măng tươi, huyết. Đấy, với lại hành này chi, hành quá trời chi, hành này chi. Rồi nhưng mà Hà Nội đang lạnh á. Trời ơi cái này nhìn ấm áp dễ sợ. Hello. Bên này có ăn kèm với rau. Đây là hình như măng. Trời ơi, măng. Măng với lại nước mắm. Trời, cái này gà thích lắm nè. Kim chi măng.
quá. Đây là măng chi. Măng chi. Trời thích quá. Ngon quá à. Anh thích ăn măng lắm. Anh thích ăn ngan nữa. Ngan luộc nửa con này mọi người, nửa con là 1.2 đúng không? 1.6. 1.6 nửa con. Trời ơi, ra rồi rồi, ngon quá à. Trời ơi mọi người ơi. Ngon quá. Gì ta? Ngan cháy tỏi. Sao? Ngan cháy tỏi trời ơi ngon. Trời xuất sắc luôn á. Ngon quá à. Ôi cái bánh bắt ngon luôn á. Bên này, nó chấm riêng nha mọi người. Nhà nó là ngon lắm. Ừ. Cái nhà nó giòn hơn. Cắt từng cái miếng nhỏ nhỏ vậy nè. Ôi mọi người ở đây, mọi người em đang comment cái quán này rất ngon. Ôi xuất sắc luôn. Nó đang muốn làm, cái tỏi thơm lừng ấy. Nó cách từng bao nhiêu nhỉ? Mình nghĩ là khoảng tầm 100-200. 160 rồi. 160 rồi á. 1-12 con 160. Đặc biệt là cái món này không có trên menu nha mọi người. Không có trên menu. Đó là tụi mình xinh đẹp cho nên cô giới thiệu. Mà có vẻ là có tiền. Mà là không có đồng nào hết. Nhưng mà mọi người tới thì nên kêu ngan cháy tỏi nha. Rất là ngon. Và cắt ra từng miếng nhỏ nhỏ như thế này rất là vừa ăn. Cho hết cho mồm ăn luôn. Ăn luôn cả xương. Trời ơi nhìn kìa. Ui nó bịt flash lên, nó nhìn đẹp quá. Hà Nội đó chính là bún ốc nguội. Đây là bún ốc nguội Ô Quan Trưởng, rất là nổi tiếng ở Hà Nội luôn. Bây giờ thì mình sẽ ăn cho các bạn xem bún ốc nguội ở Hà Nội là như thế nào, mình rất là thích. Đây là một cái tô bún ốc nguội này mọi người. Đây, bên trong này có ốc. Cái nước này là nước luộc ốc luôn. Cái miếng này là nước gì? Giấm bỏng và nước luộc. Giấm bỏng và nước luộc à? À là trộn giấm bỏng nè. Người ta thường sẽ chan thêm cái này để tùy ở thích ăn chua không. Rồi có thêm sa tế với lại rau sống. Và đây là bún bún vắt. Từng vắt như thế này. Một lần ăn người ta sẽ bỏ vào. Để bỏ vào như thế này. Xong rồi ăn thôi, thêm rau nữa cũng được. Đây bây giờ sẽ ăn cho các bạn tự nhất. Thích lắm. Đây là món mà mình chắc định phải ăn cho tới Hà Nội luôn ấy. Thế này á, mình ở Hà Nội á, mùa hè chắc mình ăn cả ngày luôn ấy. Hè tối chắc mình ăn cả thay. Tại vì nó kiểu rất là mát luôn ấy. Thì mùa hè mà ăn cả ngày hay nhỉ? Ừ, nó mát ấy. Ăn vào á, tại vì mùa hè thường á sẽ nóng mà không có ăn gì hết. À đúng rồi, tao biết rồi. Nó giống như là cái nước mà mình ăn mì lạnh ấy. Mềm mềm cái mì đá đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Mát vậy luôn á. Ừ, giờ bây giờ mình mới nghĩ ra. Nó rất là mát luôn á mọi người. Mình không biết mì lạnh nhờ. Lúc trước mình ăn á, mình tham. Nó có giấm á. Có giấm cái là bỏ thêm giấm, xong cái ô chua là chua luôn. À, như vậy là được rồi. Sáng nay á, phải dậy cho sớm để đi ăn cái này. Tại hình như nó là khoảng 10 giờ là nó sẽ hết rồi, hết bán rồi. Nó có nhiều chỗ bán. Sẽ có nhiều chỗ bán bún ốc nguội, nhưng mà bún ốc nguội quên chữ là nghe thấy nổi tiếng nhất đúng không? Nhưng mà lần trước mày ăn ở chỗ khác nhỉ? Chỗ khác đúng không? Ừ, chỗ khác á. Chỗ này là nghe thấy nổi tiếng nhất. Thế là phải dậy từ sớm, dậy từ 7 giờ để mà
trang điểm rồi là bán đồ này kia. Ốc nghề ngon, ốc nó giòn lắm luôn á. Nhưng mà cái này á, tưởng tượng mình nếu mà có thêm cái chén nước chấm thì ngon nhỉ. Không, có đến thế là đủ rồi đó. Đủ rồi đâu rồi. Nó có thêm chén nước chấm gừng như kiểu của miền Nam á thì chắc là ngon lắm ấy. Tôi sợ là nó không hợp ấy. Ừ, bởi vì nó sẽ nhạt này. Nó sẽ thành một cái vị khác luôn á. Ăn không được. Em chỉ ăn mùi ốc à. Ăn mùi ốc rồi. Thấy được mà. Đây là hai trường phái hoàn toàn khác biệt. Nó có những người như mình và Quỳnh Tri. Thật sự rất là ngon luôn á mọi người. Còn thích món này, thích món này rồi. Còn đây là Phương Anh. Anh với tâm trạng rất là đau khổ. Thì kêu người ta không lên cho nha. Không, thật sự mùi ốc nào nó biết khác luôn chứ gì. Dễ hả? Nó biết chua. Nó như thế nào? Thế thì bảo cô là cô ơi, cô chuyển cái ốc này sang sao ốc nóng cho con. Cô lên một mùi mùi tối nóng không? Trời ơi, tối quá. Rồi bây giờ tôi sẽ ăn tiếp bước một, sau đó sẽ đi ăn một món khác. DC đúc. Đây có thể là đúc đây. Ở trên này không có bảng hiệu hay gì, đi ngang qua mình chả thấy gì luôn. Ôi, hay là chắc là kiểu lâu quá rồi nó phai hết. Đúng như những gì mình thấy ở trên TV. Và món tiếp theo mà mình rất là muốn khi mà tới Hà Nội đó chính là ăn phở. Nhưng mà đợt trước thì ăn phở Anh Tân ngon ngon thịt, nhưng mà sau này có nổi lên là phở Thìn ấy. Phở Thìn rất là nhiều hành luôn. Và tôi kiểu rất là thích ăn những cái món nước mà có thêm hành đó. Nên là quyết tâm để mà tới đây chính là phở Thìn Lò Đúc. Bây giờ sẽ vào nhé. Thì như nghe nói là có hai phở Thìn. Nhưng mà mọi người bảo là mọi người recommend là nên tới phở Thìn Lò Đúc. Hành nè. Bệt quá. Trứng thêm. Con bé này là một bé rất là ham vui. Ham vui từ hôm qua đến giờ. Tham gia vào cuộc chơi. Chơi hộ mà vậy chứ đóng này qua qua tớp á. Đây trời, một bát đầy ắp hành luôn. À, thật là thích quá. Kiểu hành là xé ra chim thấy cái này nó khóc thét luôn. Cái bò ở đây là bò như thế này chứ không phải là bò từng lát bự. Cái này tụi mình đã thêm mỗi phần là thêm một cái trứng nữa. Rồi ngon quá nhìn là thấy ngon rồi. Hành này ui sợ biển chứ ngon quá. Ngon nhờ? Ngon quá. Ngon không? Ngon. Mụn hay to? Mụn. Sẽ hơi khó để mà thấy cái... Không, mọi người không thấy được cái phở. Ừ. Cái này thôi. Bây giờ sẽ ăn thử xem. Ủa, có vị này nó khác hoàn toàn phở bên Thái Anh luôn đó. Màu xào mà. Ừ, nó màu xào đúng không? Màu xào à. Cho nên là cái mồ này rất là thơm. Thơm thêm mùi tỏi. Thế là tính ở đây là chỉ có một loại phở như thế này thôi, chứ không có các loại như là phở tái hay là nạm bò gân gì hết đó. Chỉ có đúng một loại phở bò xào.
còn từng này thôi hả chị? Thích xin lấy nữa à? Đỡ nhiều hơn. Mình lấy bao nhiêu gói nữa? Từ này là bao nhiêu ạ? 300 gram. Một cái món mình rất là muốn ăn khi tới Hà Nội là nem chua rán, nhưng mà ở đây rồi bạc ngàn luôn. Thôi ăn đại nhá, mua đại nhá. Mua nem phượng số 10 ấu triệu. Không biết là đúng sai như thế nào thì thôi, tại vì đây đông quá. Trời ơi, mấy chị cứ kéo hết cả lên. Ơi. Dạ vâng. Em mua bao nhiêu nem nướng hay rán em? Nem chua rán. Cái, bao nhiêu người ăn? Ba người ăn 20 chiếc. 20 chiếc, hết không? Xin lời nhé, em đưa cho một chiếc. Xin cầm nhé. Bỏ, bỏ. Đây một trong những món mình phải ăn khi tới Hà Nội. Nem chua rán. Và mọi người nói là nem chua rán ấu triệu rất là ngon. Nó có nước sốt chấm. Cái này gọi là chí chưa không ta? Giống giống ghê. Không, tưởng ớt bắt rồi phải chí chưa. Cũng được. Nếu là không phải là đặc biệt quá. Cô bé xoát không đẹp chưa nè. Đẹp không? Đúng không? Ngoài ra tụi mình có mua thêm cốm với lại xoài và củ sắn, củ đậu ấy, để ăn kèm cho vui. Mà đang ngồi cà phê. Bây giờ là 3 giờ, lát thì 5 giờ sẽ về văn phòng để lấy đồ. Ờ, 6 giờ gọi xe đón chưa? Chạy ra sân bay. Và trước khi về Sài Gòn thì sẽ mua một chút bánh cốm để làm quà. Ở Sài Gòn có bánh cốm thôi, nhưng mà nghe máy bay nói là bánh cốm ở đây rất là nổi tiếng. Bánh cốm Nguyên Ninh. Dạ. Nặng lắm hả? Thôi vậy. Thử. Cầm thử đi. Để em thử. Ui, cũng nặng phết. Ừ, nặng phết. Nặng á. Xin thêm một đi. Thôi xin thêm chỉ. Cái gì? Ờ, về tách ra cho dễ. Đây. Đây là bánh cốm Nguyên Ninh. Chỉ bán trong nhà đó nha mọi người. Chỉ bán trong nhà vậy thôi. Lúc tụi mình tới thì nghĩ bánh cốm Nguyên Ninh là một cái nhánh thôi. Không, mọi người ơi, nhìn cái con đường này đi. Đây là con đường bánh cốm Nguyên Ninh. Trời ơi, mỗi con đường này đấy, rất là nhiều bánh cốm Nguyên Ninh luôn. Chứ là Nguyên Ninh cũng là Nguyên Ninh hết. Nhưng mà ở đây chỉ có một là địa chỉ duy nhất là 11 Giáp Hoàng Thai. Mình bán trong nhà nha, mình tưởng là đóng cửa luôn rồi đấy. Rồi, và quà thì cũng đã mua xong. Và bây giờ thì sẽ là kết thúc cái video mà food tour những món phải ăn kiểu Hà Nội thôi. Ăn bánh cốm nữa tự nhiên thèm. Rồi, và nếu các bạn là đầu tới video của mình, nếu các bạn lần đầu xem video của mình thì nhớ subscribe cho chương trình này nhé. Xem lâu rồi mình chưa subscribe là một tội ác đó. Rồi, tạm biệt, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Bye bye.